Vâng, cho ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào tất cả anh chị và các bạn nhé. Vâng, thì hôm nay sau một thời gian thì bên em này tu sửa hết lại cơ sở vật chất này. Đây cả mình có thể quan sát cùng em ạ. Vâng, đèn sò, đèn đóm này, âm thanh ánh sáng này bên em mất một tuần tu sửa này. Đấy, để lên cơ sở vật chất để phục vụ anh chị quý vị và các bạn nhà mình nhá. Vâng ạ, chào cả nhà em ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Phong. Chào bác Xuân Thái này, chào bác Anh Ngọc, chào bác Trung Văn Trường, chào bác Vũ Cảnh. Đây cả nhà mình cũng có thể quan sát toàn cảnh chợ ô tô đầu mối Hải Dương em đây ạ. Đấy. Âm thanh ánh sáng vô cùng rõ ràng rồi để lên sóng để phục vụ cả gia đình nhá. Vâng, cả nhà mình ơi, đang xem livestream thì cho em Thanh Tùng xin 57 lượt tim đi, 57 lượt chia sẻ đi cả nhà mình ơi. Vâng, chào bác Cơ Khí Tuyên Thắm này, chào bác Nguyễn Phước này, chào bác Xuân Thái này, chào tất cả anh chị quý vị mình. Những bác vừa vào thì em chúc gia đình nhà mình có một buổi tối vui vẻ đây. Thấy qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhá. Thì hiện tại bây giờ là em đang có 80 đầu xe, đủ loại, đủ dòng, đủ giá cả, loanh quanh từ bộ 80 triệu đến 100 triệu đến 400 triệu để phục vụ cả gia đình nhà mình ạ. Anh chị quý vị nhà mình ai đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào thì cứ để lại bình luận dưới phần comment cho em đi. Em tư vấn trực tiếp trên làn sóng livestream cho cả gia đình nhá. Đây hai số like thì em xin phép để lại dưới phần comment ạ. Ok cả nhà mình, vâng, hai số điện thoại thì em để lại dưới phần comment rồi. Cả nhà mình có thắc mắc về hoặc là cần tư vấn về dòng nào thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em với hai số like 0347 701 77 và 0343 540 99 để em tư vấn sâu hơn cho cả gia đình nhá. Đây, rất là nhiều đầu xe anh chị quý vị mình còn quan sát đây. Thì ngay sau đây em xin phép đi vào livestream báo giá cho cả gia đình nhà mình và những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Anh chị quý vị nhà mình qua làn sóng livestream này quan tâm đến mẫu nào, quan tâm đến dòng nào thì cứ để lại bình luận để em trực tiếp giới thiệu cho gia đình mình nhé. Vâng, chào anh Ngọc ạ, trung tâm ánh sáng tuyệt vời. Vâng, lên ánh sáng một cách đẹp nhất, một cách tuyệt vời nhất để anh chị quý vị mình quan tâm được đến dòng nào thì có nhìn khách quan nhất nhé. Vâng, thì đầu tiên bắt đầu buổi livestream thì em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai i10 đời 2014 đăng ký vào bánh năm 2017 với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng. Vâng, 195 triệu đồng cho một chiếc xe Hyundai Grand i10 với nước sơn màu trắng này. Đấy, đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xe đăng kiểm thì rất là dài nhá, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy ạ, xe đăng kiểm rất là dài này. Đấy, tháng 2 năm 2022 này. Nội thất ghế da điều hòa lốc lạnh 2 chiều rất bút luôn. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng thôi nhá. Vâng, cạnh chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014 vừa rồi. Tiếp theo đây em giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Innova nhé. Đây, một chiếc Toyota Innova đây, dòng vua 7 chỗ nhé. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 239 triệu đồng thôi. Xe thì được sản xuất năm 2006 này. Đăng ký lăn bánh năm 2008, biển tư nhân chính chủ 89 Bắc Giang. Bản trước máy quay của Thanh Tùng đây là bản G xịn này. Bản G xịn xin gửi anh chị quý vị nhà mình. Xe thì trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh đi ABS này. Nộp lắp còn mới còn đẹp. Đấy, máy số sơn si, keo chỉ bao zin cho cả gia đình nhá. Đấy, zin từ máy số này, keo chỉ đến sơn si này. Nội thất ghế da, điều hòa lóng lạnh 2 chiều, cam lối cam hành trình đầy đủ rồi. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 239 triệu đồng cho chiếc Toyota Innova bản G xịn trước máy quay của Thanh Tùng đây. Vâng, anh chị quý vị nào mà đang quan tâm đến dòng 7 chỗ này, dòng vua 7 chỗ Innova này thì bên em đang có khá nhiều đầu xe từ 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 với tầm tiền là loanh quanh 300 triệu để phục vụ anh chị quý vị và các bạn nhà mình ạ. Vâng, chào bác Thanh Ngoan này, chào bác Cơ Khí Tuyên Thám này, chào bác Anh Ngọc này, vâng, chào bác Trần Thị Thu Hoàng này. Vâng, cả gia đình nhà mình bờ với vào xem buổi live stream thì hãy cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video hoặc là những buổi live stream báo giá sản phẩm bên em đang bày bán nhé. Chào cả gia đình ạ. Bên cạnh chiếc Innova đời 2006 với cửa tiền 239 triệu đồng vừa rồi, tiếp theo đây em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10 nhé. Đây, chiếc Hyundai Grand i10 với nước sơn màu bạc. Bản trước máy quay của Thanh Tùng đây, bản đủ này, bản đủ full kịch gửi gia đình nhà mình. Xe thì mang biển tư nhân chính chủ 34A Hà Nội phố đây ạ. Với cửa tiền gửi đến cả gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. Bản đồ ra, cả nhà mình xem cùng em bản đồ thì có những gì nào. Xe thì trang bị la răng đúc này, lốp lát còn mới, có phanh đĩa ABS này. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương.
tay lắm cửa, viền chân kính và ốp gương thì bọc lốp rất là đẹp này. Đấy, cả mình quan sát cùng em này. Sơn vỏ thì ngay ngắn này, không cong vênh, không bóp méo nhá. Trang bị cả bốn mắt cả miếng lồi phía sau đây. Cam lồi, cam hành trình đầy đủ rồi. Nội thất ghế da điều hòa lắm lạnh, hai chiều rét buốt. Gửi đến gia đình nhà mình 245 triệu đồng. Bớt sâu được cho chị quý vị nhà mình nhá. Vâng ạ. Đây là chiếc Hyundai Grand i10 này. Còn rất là nhiều đồ xe để phục vụ anh chị quý vị mình. Đây thì em xin giới thiệu những dòng xe mới về gần nhất của chợ ô tô đồ với Hải Dương để giới thiệu cho cả gia đình ạ. Vâng, trước máy quay em đây, em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một mẫu bán tải nhá. Mẫu Ford Go đời 2009 với cược tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 285 triệu đồng. Vâng, 285 triệu đồng cho chiếc Ford Go bán tải trước máy quay em đây. Xe này đăng ký và lăn bánh năm 2010 này. Đấy, là răng đúc lốp láp còn mới còn đẹp, sơn xi, máy số keo chỉ thì bao zin nhá. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 285 triệu đồng. Dòng vua bán tải đây. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ, nội thất ghế da điều hòa lắp lạnh, hai chiều rét buốt luôn. 285 triệu đồng chị quý vị các bạn ạ. Vâng này, chào bác Thành Công Nguyễn này, chào bác Cơ Khí Tuyên Thắm này, chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào đại gia đình chợ ô tô đầu với Hải Dương. Chúc anh chị quý vị nhà mình có một buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân này. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý để phục vụ cá nhân mình này, cũng như là đại gia đình mình ạ. Đây, vâng, trước máy quay em với nước sơn màu trắng đây, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Hyundai Vera. Vâng, chiếc Hyundai Vera đời 2009, đăng ký lăn bánh năm 2010 với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 170 triệu. Vâng, 170 triệu anh chị quý vị các bạn nhà mình nhé. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 99A Bắc Linh, quê hương quan họ chữa tình này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, còn sáng còn đẹp này, không có dấu hiệu bóng mờ nhá, xương đục dạng nứt do xương do nhiệt này. Là răng đúc lốp lát còn mới còn đẹp này. Đấy, cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Đây, cam 360 trang bị quanh xe luôn. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 170 triệu đồng. Vâng, 170 triệu đồng anh chị quý vị các bạn nhé. Vâng, cạnh chiếc Hyundai Vera đời 2009 vừa rồi, tiếp cho đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Toyota Vios này. Vâng, chiếc Toyota Vios trước máy quay em đây đời 2005, đăng ký là bánh năm 2009 với cược tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 135 triệu đồng này. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, 135 triệu đồng thôi chị quý vị các bạn ạ. Đấy, là răng đúc lốp láp mới này, tay lắm cửa, viền chân kính này thì được bọc lốp rất là đẹp đây, nước sơn màu đen nhá. Đấy, trang bị cả vỉa che mưa cho cả gia đình mình, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh, hai chiều rét buốt luôn. 135 triệu đồng anh chị quý vị các bạn ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy cho em xin 5-7 lượt tim đi, 5-7 lượt chia sẻ để lan tỏa buổi livestream này hơn, để như anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì đến với Thanh Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em, địa chỉ Nam Trung Nam Sách, để chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất nhé. Cạnh chiếc Toyota Vios đời 2005 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu CUV 5 chỗ đây. Chiếc Hyundai Tucson đời 2010, đăng ký lăn bánh năm 2012 trước máy của em đây nhá. Với nước sơn màu đen này, giá tiền chạy cho ô tô đầu mối ra Hải Dương đang giao bán là 355 triệu đồng. 355 triệu đồng cho chiếc Hyundai Tucson này, số tự động trước máy của em đây ạ. Vâng, chào bác Thanh Ngoan này, chào bác Hà Văn Lập này, chào bác Nhẫn Nhẫn này, nhiều xe đẹp quá bác ơi. Vâng, cảm ơn bác Nhẫn Nhẫn rất là nhiều nhá. Chúc bác Nhẫn Nhẫn này có một buổi tối vui vẻ này. Còn lần sóng livestream này sẽ chọn cho chợ ô tô đầu mối Hải Dương một mẫu xe ưng ý nhất đấy ạ. Với cược tiền là 355 triệu đồng này, mẫu xe tự động Tucson đến từ nhà Hyundai anh chị quý vị các bạn nhé. Là răng đúc lốp láp mới, phanh đĩa ABS này. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều đây. Còn sáng còn đẹp nhá, không có rượu bóng mờ do sức do nhiệt. Cửa tiền là 355 triệu đồng. Giá còn bớt sâu được cho đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, cạnh mẫu Hyundai Tucson đời 2010 rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình đây hai chiếc Innova đây. Đây, chiếc máy quay em hai chiếc Innova đây. Chiếc 30E14578 đây. Xe đăng ký đến tháng 10 năm 2022 này với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình. Vâng, cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 275 triệu đồng. Xe này được sản xuất năm 2010, đăng ký và lăn bánh năm 2012 đây. Bản chiếc máy quay của em đây là bản G xịn nhá. Bản G xịn xin gửi đến chị quý vị mình. Là răng đúc này, lốp lát còn mới còn đẹp, có phanh đĩa ABS. Nội thất ghế da điều hòa lắp lạnh hai chiều zin nguyên bản theo xe. Trang bị cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình Android cỡ lớn, phục vụ mọi nhu cầu giải trí chị quý vị các bạn. Đang từ
xem phim này, nghe nhạc này, 278 triệu đồng nhá. Vâng, 278 triệu đồng gửi đến chị quý vị mình đây. Xong Toyota Innova động cơ 2.0 số sàn này ạ. Vâng, chào bác Hà Văn Lập này, chào bác Anh Ngọc này, chào bác Thanh Ngoan, chào tất cả những quý vị khách hàng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Vâng, thì qua làn sóng livestream này thì em xin báo giá đến đại gia đình nhà mình. Những bác nào mà quan tâm sâu hơn đến dòng xe nào, đến mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận, để lại số điện thoại cho em, để ngay sau buổi livestream này em sẽ gửi cho anh chị quý vị nhà mình những video review một cách chân thực và sâu sắc nhất về dòng sản phẩm cả gia đình mình đang quan tâm nhé. Cái chiếc Innova bản G-Sin đấy, 2010 vừa rồi, với cửa tiền 278 triệu đồng thì em xin giới thiệu anh chị quý vị mình tiếp tục được một chiếc Innova đây. Chiếc Innova bản G trước máy của em đây, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 8 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 305 triệu đồng này. Xe thì được sản xuất năm 2011, đăng ký và làm bánh năm 2012. Đây ạ. Xe được độ lên cặp đèn pha bi cầu siêu sáng siêu đẹp này, la răng đúc này, phanh đĩa ABS lốp lát thì còn mới nhá. Với nước sơn màu ghi rất là đẹp đây. Đấy. Những chi tiết như tay nắm cửa này, ốp chân kính này và ốp gương thì được bọc lốp rất là đẹp rồi. Đấy. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều zin nguyên bản theo xe, vô lăng ba chấu và tích hợp túi khí an toàn này. Đầu đài màn hình đây, đầu đài màn hình của xe đây ạ. Màn hình Android cỡ lớn này phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị các bạn nhé. Chào bác Lộc Quang Bảo này, chào bác Khương Ta này, cho em xem con ghét anh. À vâng, chào bác Khương Ta. Vâng, đây Hyundai ghét đây. Ngay trước máy quay của em đây, em xin giới thiệu đến bác Khương Ta này, một mẫu Hyundai Getz đời 2009 này, đăng ký làm bánh năm 2010 này, với cửa tiền đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 145 triệu này. Xe này mang động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, biển tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đấy ạ. Đấy. Xe này mang nước sơn màu xanh rất là đẹp đây, nội thất ghế lỉ nhá. Xe này trước này vẫn là nội thất ghế lỉ duyên nguyên bản theo xe này. Đấy, vô lăng ba chấu, có túi khí an toàn trên vô lăng này. Cờ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 145 triệu đồng này. Vâng, bác Khương ta mà có đang quan tâm đến dòng Hyundai Getz tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em thì bác cứ cho em xin lại số điện thoại này. Sau buổi livestream này em sẽ kết bạn qua Zalo và gửi cho bác cái video review một cách trực quan nhất về mẫu Hyundai Getz này bên em đang bán nhé. Bên em còn một chiếc Hyundai Getz màu bạc nữa, bác cứ theo dõi làn sóng livestream này cùng Thanh Tùng, cùng tất cả những khách hàng thân thương để quan sát tất cả những dòng sản phẩm bên em, xem bác ưng được mẫu Hyundai Getz nào để em tư vấn sâu hơn cho bác Khương, bác Khương ta nhé. Vâng, chào bác Huy Amini này. Vâng ạ, chào bác Phú Lõi BC này, chào bác Đỗ Tuấn này, chào bác Phan Đông, chào bác Bùi Ngọc Thiên này, chào bác Hà Văn Lập này. Vâng, bác Huy Innova, vâng Innova bên em rất nhiều bác Huy nhé. Vậy là hai chiếc đời 2010 này. Đây này, 2010 này, 2011 này, 278 triệu đồng này, 305 triệu đồng này, bản G xịn nhá. Đời dưới một chút 2006 này, 239 triệu đồng đây. Bác Huy mà có quan tâm đến mẫu Innova nào, đời tầm bao nhiêu thì để em tư vấn luôn cho bác trên làn sóng livestream này. Vâng, chào bác Phan Đông có Kia Morning đời 2016 không? Kia Morning đời 2016 thì bên em đang có hai chiếc nhá. 2017, 2016 bên em đang có hai chiếc nhá anh nhá. Đây để em tư vấn luôn cho bác cho bác Đông đang quan tâm này. Đây, chiếc máy quay của em đây là chiếc Kia Morning đời 2016 với nước sơn màu đỏ tươi đây. Đấy, vô cùng rực rỡ đây. Xe thì được sản xuất và đăng ký lăn bánh năm 2016 này. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 215 triệu đồng này. Đây, 215 triệu đồng anh chị các bạn nhá. Đây, bản tiêu chuẩn đây bác nhá. Đây, 2016 đăng ký làm bánh năm 2017 này. La răng đúc này, lốp lát còn mới này. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xe đăng kiểm còn rất dài này. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022 này. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều thơm tho rồi. Anh mang về thì sẵn đi, sẵn di chuyển thôi nhá. Sẵn phục vụ nhu cầu của gia đình mình ạ. Vâng. Chào bác Long Dũng Nhàn Hà này. Cho xem Accent đi anh. Vâng, ok anh, để em xem con Accent bên em đang dựng chỗ nào nhá. Để em tư vấn luôn cho bác về mẫu Accent bên em. Ôi nhỉ, chiếc Accent này bên em mới thay đổi vị trí nên em vẫn chưa nắm được làm chỗ nào, nhưng em cũng giới thiệu qua qua cho anh về chiếc Accent đấy nhá.
Bên em đang có chiếc Accent này, đời 2009 này, với cửa tiền gửi đến bác là 170 triệu đồng nhá. Vâng. Bác mà có, bác Long Dũng này mà có quan tâm sâu thì cứ để lại cho em xin số điện thoại đi. Để ngay sau buổi livestream này em sẽ gửi cho bác cái video review trực tiếp về mẫu Accent đời 2009 nhá. Bên em đang bày bán đấy nhá, bác Long Dũng nhá. Vâng, chào bác Bình Vi Văn này, chào bác Anh Minh này. Chào bác Bùi Ngọc Thiên này, chào tất cả những anh chị, quý vị và những khách hàng thân thiết của chợ ô tô Đồ Mối Hải Dương. Cả nhà mình ơi, đang xem livestream này thì cho em xin 5-7 lượt tim đi. 5-7 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những anh chị quý vị nào đang có nhu cầu tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ thì hãy đến với chợ ô tô Đồ Mối Hải Dương bên Thanh Tùng để chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Mà bác nào đang có những nhu cầu nào mà về thủ tục sang tên đổi chủ này cũng như bấm biển mới này thì cũng cứ liên hệ với em để em tư vấn sâu cho cả gia đình mình. À đời 2009 và 2020 mẫu Accent thì tạm thời bên em lại chưa có hàng à bác nhá. Vâng, bác Long Dung cứ tạm ứng cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô Đồ Mối Hải Dương để hôm nào mà có mẫu Accent đời 2019 hoặc 2020 mới về thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Vâng ạ. Chào bác Hà Thăng. Xe Toyota Camry. À bác Hà Thăng ơi, Toyota Camry thì tạm thời bên em lại chưa có hàng anh nhá. Anh cứ cho em xin một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô Đồ Mối Hải Dương. Cũng như anh cho em xin lại số điện thoại đi để hôm nào bên em có về Camry Toyota thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh nhá. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh một buổi tối vui vẻ này. Qua lần sóng livestream này sẽ chọn cho mình những mẫu ưng ý nhất ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Hoàng Đan. Vâng, chiếc ghế xanh, chiếc máy quay cắm đây. Bên chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương em đang bày bán với cỡ tiền là 145 triệu đồng nhá. Giá này thì bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, bác Nguyễn Hoàng Đan ơi. Bác có quan tâm sâu về mẫu này thì bác cứ cho em xin lại số điện thoại đi. Để ngay sau buổi livestream này em sẽ gửi qua Zalo cho anh video review một cách chi tiết nhất về mẫu Hyundai ghế chiếc máy quay em đây ạ. Vâng, cạnh chiếc Hyundai Getz đời 2009 là rồi. Tiếp tới đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Kia Morning đây. Chiếc Kia Morning nhỏ gọn với lớp sơn màu trắng ngà trước máy quay em đây. Xe được sản xuất năm 2009, đăng ký năm bánh năm 2012. Động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền đang bày bán tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương bên em là 165 triệu nhé. 165 triệu cho chiếc Kia Morning trước máy quay em đây. Lớp sơn màu trắng ngà vô cùng là đẹp đây. Na răng đúc lốp láp còn mới này. Đấy, ngày mình cùng quan sát này một vòng chiếc Kia Morning nhá. Cỡ tiền là 165 triệu đồng thôi. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình. Anh chị quý vị nhà mình ai đang quan tâm những mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này, như Kia Morning này, Hyundai Grand i10 này, bên em có khá nhiều là mẫu xe này, từ bản tiêu chuẩn này đến bản đủ, bản thừa cho cả gia đình lựa chọn nhá. Cỡ tiền cũng vô cùng hợp lý thôi, anh quanh đâu đó là chỉ tầm 260 triệu đến 165 triệu đổ lại cho cả gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Phan Đông này, 0968 526244. Ok bác Phan Đông nhá. Ngay sau buổi livestream này thì em sẽ kết bạn qua Zalo với anh và để giới thiệu cho anh mẫu xe anh đang quan tâm ạ. Vâng, cảm ơn anh Phan Đông rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Đặng Thấm này. Chào tất cả những anh chị quý vị nhà mình vừa vào xem buổi livestream của chợ ô tô Đồ Mối Hải Dương. Cả nhà mình ơi, hãy hào phóng cho em xin một lượt like cũng như là một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô Đồ Mối Hải Dương đi để không bỏ lỡ những dòng sản phẩm bên em đã tiếp tục bày bán để phục vụ anh chị quý vị và các bạn nhà mình ạ. Vâng, tiếp tới đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một mẫu Hyundai Grand i10 đời 2014 này, đăng ký và làm bánh năm 2016, với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 245 triệu đây. Vâng, 245 triệu đây đó. Anh chị quý vị và các bạn nhà mình nhá. Đây, bản trước máy quay này, đây bản trước máy quay em, đây là bản đủ gửi đến gia đình nhé. Xe trang bị la răng đúc này, lốp ra còn mới, có phanh đĩa ABS, xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương này, tay nắm cửa viền chân kính này thì được lốc rất đẹp đây, trang bị cả nút mở một trạm thông minh này, đấy nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, đề lỗ start top này, vô lăng túi khí này kết hợp phím điều khiển trên vô lăng, cỡ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 245 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Tô Văn Hiệu. Quay lại nội thất con Morning biển 36 vừa rồi. À, vừa ok anh. Em quay lại nội thất con Morning biển 36 vừa rồi nhá. Đây, em quay lại cho bác nhá. Đây, nội thất bên trong của chiếc Kia Morning đời 2000,
09 vào rồi đây. Đây. Nội thất đây, phần nội thất bên trong vẫn là nội thất ghế lỉ nguyên bản theo xe nhá. Nội thất ghế lỉ này. Đây, nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên bản theo xe này. Đấy, vô lăng ba chấu có túi khí an toàn trên vô lăng nhá. Keo chỉ cột kèo máy số keo chỉ zin nhá. Đây, nhà mình quan sát cùng em này. Đấy. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe đây. Cờ tiền gửi đến bác là 165 triệu đồng bác. Cờ tiền gửi đến bác là 165 triệu đồng nhá. Bác Tô Văn Hiệu nhá. Đây em xin quay phần cốp của chiếc đây, phần cốp của chiếc đây. Đấy. Đây cốp rất là đẹp luôn, anh chị quý vị mình cùng quan sát cùng em đây. Đấy. Lốp sơ cua kích 7 thì còn nguyên này. Đấy, nội thất ghế lỉ, trần lỉ zin nguyên bản theo xe nhá. 165 triệu đồng bác ạ. Bác Tô Văn Hiệu ơi, bác mà có quan tâm sâu đến chiếc Morning này thì bác kết bạn qua Zalo với em với hai số hotline em để trên màn hình này. Em xin phép được gửi đến bác video review chi tiết về con Morning này nhá. Vâng này, chào bác Khải Hữu này, chào bác Lộc Quang Bảo này, chào bác Nguyễn Hoàng Đan này, chào bác Tô Văn Hiệu này, chào bác Đại Lê này, chào tất cả anh chị quý vị nhà mình. Chúc đại gia đình nhà mình có buổi tối vui vẻ này, qua làn sóng livestream của Thanh Tùng sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất ạ. Cạnh chiếc Kia Morning đời 2014 với cửa tiền là 245 triệu đồng vừa rồi, bản đủ nhá. Thì bên cạnh chiếc Kia Morning đó cũng với biển tư nhân chính chủ Hà Nội đây, 30A Hà Nội phố đây, em lại xin tiếp tục gửi đến chị quý vị mình một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ đây, cũng nước sơn màu bạc để gia đình nhà mình cùng lựa chọn nhá. Xe thì được sản xuất và đăng sản xuất năm 2014, đăng ký là bánh năm 2016 này. Động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng này. 235 triệu đồng cho chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ, chiếc máy quay ở đây. La răng đúc này, lốp láp thì còn mới này, phanh đĩa ABS này. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Tay lắm cửa thì được bọc chrome rất là đẹp đây, trang bị cả một đút mà một trạm thông minh nhá. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Lý Bùi Văn Lý này, chào bác Đại Lê này, chào Đình Vũ Thành này, chào bác Huy Tạ Văn. Có con Innova là tầm 170 triệu không? Innova tầm 170 triệu, bên em đang có một chiếc anh nhá. Đây để em quay cho anh Huy Tạ Văn về chiếc Innova tầm 170 triệu đây. Đây, chiếc máy quay em đây là chiếc Innova này. Đây, tầm 170 triệu gửi đây anh nhá. Chiếc Innova với nước sơn màu xanh ngọc rất là đẹp đây. Xe được sản xuất năm 2017 này, đăng ký là bánh 2007 này, đăng ký là bánh năm 2008, động cơ 2.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ, đăng ký 8 chỗ ngồi đây. La răng đúc lốp lát còn mới còn đẹp này. Máy số keo chỉ sơn xi thì chất nhá. 175 triệu đồng cho chiếc Innova đời 2007, chiếc máy quay em đây nhá. Vâng, bác Huy Tạ Văn mà có quan tâm đến chiếc Innova này thì bác cứ kết bạn qua Zalo với em qua hai số line này 0347 70177 hoặc là 0343 54099. Em đang để trên màn hình ạ. Để em được tư vấn sâu hơn cho anh về chiếc Innova nhá. Để gửi cho anh những hình ảnh và những video trực tiếp về chiếc Innova này, bên em review vô cùng chi tiết nhá. 175 triệu đồng cho chiếc Innova, chiếc máy quay em đấy nhá. Vâng, chào bác ạ. Vâng, ok bác Huy Tạ Văn này. Vâng, chào bác Đinh Thành Vũ này, quay chi tiết ghét đi bạn ơi. Vâng, thì em xin phép quay cho anh chị quý vị nhà mình. Vâng, tiếp tục lại quay lại chiếc ghét này. Đây, chiếc ghét 2009 này. Anh chị quý vị nào mà có quan tâm sâu này, đến dòng nào thì cứ để lại bình luận đi. Tư vấn cho anh chị quý vị nhà mình bao giờ mà có nhìn gọi là trực tiếp và chi tiết nhất về dòng sản phẩm cả nhà mình đang quan tâm luôn. Đây, chiếc máy quay em đây, chiếc ghét đấy 2009 này với nước sơn màu xanh nhá. Đấy, rất là đẹp đây. Biển tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu đây. Biển vẫn 4 số đây, cả nhà mình cùng quan sát đây. Biển 4 số này, 89K8979 này. Tư nhân Hưng Yên nhá. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất còn đẹp này. Nội thất ghế lỉ này, nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe này. Nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe này, vô lăng ba chấu này, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. Cờ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 200 là 145 triệu đồng nhá. 145 triệu đồng cho mẫu Hyundai Getz, chiếc máy quay em đây ạ. Đây. Phần cốp đằng sau đây. Đấy. Khá là rộng rãi này, khá là đẹp này. Đấy. 145 triệu đồng đây anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá. Vâng, bác nào mà đang quan tâm về dòng Getz này,
Bên em đang có hai chiếc ghét này, một chiếc màu xanh này và một chiếc màu bạc ấy nhá. Cái là mình cứ theo dõi buổi livestream đi. Em sẽ tư vấn hết về những dòng sản phẩm bên em đang bày bán ạ. Vâng, chào bác Thêm Nguyễn này, chào bác Thanh Ngoan này, chào bác Đinh Vũ Thành này. Có con Kia Morning màu vàng cho em xem tí, ok bác Phan Đông. Và cả nhà mình ai cứ quan tâm mẫu nào, quan tâm dòng nào thì cứ để lại bình luận, em sẽ tư vấn trực tiếp và tư vấn hết những dòng sản phẩm bên em đang bày bán nhá. Đây bác Phan Đông ơi, tiếp tục với chiếc Kia Morning bản tiêu chuẩn mà bác đang quan tâm nhá. Đời 2016 này, đăng ký là bánh năm 2017 này, với lớp sơn màu vàng rất đẹp. Đây bác Phan Đông cùng quan sát em nhé. Xe được lên la răng đúc này, lốp lát còn mới nhá. Con này thì đang lốp mới cả dàn đấy, mới được thay một dàn lốp mới bác ạ. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Nội thất ghế da điều hòa đóng lạnh hai chiều nhá. Đây em xin quay phần nội thất bên trong cho bác Phan Đông cùng quan sát này. Đây. Vô lăng hai chấu này, đầu đàm hình to này, đấy. Nội thất ghế da rất là đẹp đây. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 215 triệu đồng bác Phan Đông nhá. Đấy, bác Phan Đông mà có đang quan tâm đến hai chiếc Kia Morning đời 2016 bên em thì ngay sau buổi livestream này em sẽ kết bạn qua Zalo với anh và tư vấn cho anh sâu hơn về hai sản phẩm này ạ. Vâng, chào bác Khúc Văn Công nhé. Bác Khúc Văn Công đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin 57 tim 57 lượt chia sẻ đấy bác Khúc Văn Công ơi. Vâng, chào bác Đại Lê này, chào bác Tạ Thuận Phát này, chào bác Đinh Vũ Thành này, chào bác Nguyễn Vi. Nguyễn Vi, xe 7 chỗ màu trắng có xe gì không anh? 7 chỗ màu trắng thì tạm thời bên em lại chưa có nhá, nhưng mà có lá màu bạc đi thì bên em đang có rất là nhiều đầu Innova này, đây màu bạc nhá, để phục vụ bác nhá. Vâng bác Nguyễn Vi. Nguyễn Vi ở đây, nhà em rất nhiều Innova đây, để 7 chỗ này phục vụ cả gia đình mình đấy nhá. Vâng, chào bác chào bác Cao Minh Hiệp này, chào bác Tạ Thuận Phát này, có i10 không em? Bác Tạ Thuận Phát ơi, bên em rất là nhiều i10 nhá. Từ đầu buổi livestream này giờ em đã giới thiệu cho cả gia đình mình 5 mẫu i10 này, 2 mẫu bản tiêu chuẩn này và 3 mẫu bản đủ nhá. Đấy, anh quan tâm phân khúc bao tiền này, bản đủ hay bản tiêu chuẩn này, bác cứ để lại bình luận đi, để lại comment đi để em tư vấn cho ạ. Vâng, chào bác Huệ Xấu Huệ nhá. Vâng, chào bác Ngô Trà My này. Có Xpander số sàn không anh? Xpander số sàn thì tạm thời bên em lại chưa có hàng à. Bác nhá. Bác Ngô Trà My đang quan tâm đến mẫu nào này, cứ tạm ứng cho em trước một lượt like cũng như một lượt theo dõi kênh fanpage cũng như kênh YouTube chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Nào bên em có về chiếc Xpander số sàn nào thì em sẽ gửi cho bác những video và hình ảnh chi tiết nhất về mẫu sản phẩm nhá. Vâng, anh Tạ Tuấn Phát, i10 bản đủ đây. i10 bản đủ đây, ngay trước máy quay em luôn nhá. Đây. 2002 chiếc đời 2014 này. Đây. Với lớp sơn màu bạc đây, biển tư nhân chính chủ Hà Nội đây. 245 triệu này, 235 triệu này. Na răng đúc lốp lát còn mới này, phanh đi ABS. Xin nhan dạng mỹ tích hợp trên gương này. Máy số keo chỉ này, keo cột còn zin nhá. 245 triệu này, 235 triệu này. Đấy. Một chiếc 245 triệu đồng tiếp theo đây. Cũng bản đủ gửi đi anh Tạ Thuận Phát nhé. Đây anh quan sát cùng em này. Đấy, 3 chiếc bản đủ nhá. Đấy, lớp sơn màu bạc đây, tư nhân chính chủ Hà Nội đây. 235 triệu và 245 triệu nhá. Anh để lại số điện thoại đi, để sau buổi livestream này em sẽ tư vấn sâu hơn cho anh về những mẫu Hyundai Grand i10 bên em đang bày bán anh Tạ Thuận Phát nhá. Vâng ạ. Đây còn rất là nhiều đầu Hyundai Grand i10 này, bản đủ này, bản tiêu chuẩn, bản thừa đây, gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Công Bình này. Vâng, tiếp tục đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10 đời 2016 đây. Đăng ký con bánh năm 2018, với cơ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 260 triệu đồng ạ. Vâng, 260 triệu đồng cho chiếc Hyundai Grand i10 bản màu trắng trước máy của em đây nhá. Xe được trang bị la răng đúc này, lốp lắp còn mới này, xi nhan tích hợp trên sườn xe. Nội thất ghế da đầu đài zin nguyên bản theo xe nhá. Máy số keo chỉ keo cột bao zin cho cả gia đình mình. 260 triệu cho mẫu Hyundai Grand i10 đời 2016 đấy ạ. Vâng, ok.
Cảm ơn bác Tạ Thuận Phát này. Ok, sau buổi livestream này em sẽ tư vấn trực tiếp luôn cho bác Tạ Thuận Phát nhé. Vâng, chào bác Anh Ngọc này. Có i10 sedan đời 2016 không? Cho em xin giá. Vâng, bác Lâm Tuyến. i10 sedan thì tạm thời bên em hôm nay có một chiếc 218 thì mới bán rồi. Anh Lâm Tuyến nhá. Anh cứ để lại cho em xin số điện thoại đi anh Lâm Tuyến ơi. Để sau buổi livestream này em sẽ kết bạn với anh nhé. Nào mà bên em về một đầu nào mà sedan 2 đầu tầm đời 2016 thì em sẽ liên hệ lại cho anh Lâm Tuyến ạ. Vâng, cảm ơn anh Lâm Tuyến rất là nhiều nhá. Vâng, chào bác Thúy Thu này. Cái chiếc Hyundai Grand i10 đời 2016 với cược tiền là 260 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây em lại tiếp tục giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Hyundai Grand i10 nhưng bản đổ với nước sơn màu trắng đây. Bản đổ với nước sơn màu trắng nhá. Đây. Xe này mang động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi này, bản đổ nước sơn màu trắng gửi đến gia đình nhà mình này. La răng đúc lốp láp còn mới này. Đấy, có phanh đĩa ABS nhá. Cặp đèn pha này trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp đây. Biển tư nhân chính chủ 20 Thái Nguyên đấy, rất đẹp đây. Xe đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 250 triệu nhá. 250 triệu cho chiếc Hyundai Grand i10. Xe gia đình này, không dịch vụ taxi này. Đấy. Nhưng chi tiết như tay nắm cửa này, viền chân kính này, ốp gương thì bọc lốc rất là đẹp rồi. 250 triệu một chiếc xe tư nhân chính chủ xin gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Huệ 6. Huệ 6 vậy. Hãng Tucson. Tucson thì tạm thời bên em đang có một chiếc đây nhá. Bác Huệ 6 quan sát cùng em nhá. Đây. Tucson đây, có ngay Tucson gửi đến bác Huệ 6 đây. Chiếc máy quay em đây là chiếc Tucson đời 2009 này, đăng ký và làm bánh năm 2010. Với cơ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 355 triệu đồng với nước sơn màu đen đây. Đấy, bác Huệ 6 quan sát cùng em chiếc Hyundai Tucson này nhá. Xem bác có ưng ý không. Thì bác cứ cho em xin lại số điện thoại đi, để sau buổi livestream này em sẽ được tư vấn sâu hơn cho bác nhá. Vâng, chào bác Tạ Thuận Phát này. Ok, ok anh Tạ Thuận Phát nhá. Anh em có số điện thoại của anh rồi. Ngay sau buổi livestream này thì em sẽ gửi cho anh hình ảnh và tư vấn sâu hơn cho anh về chiếc Hyundai Grand i10 cái biển 20 bác nhá. 250 triệu bác ạ. Chào bác Thoại Nguyễn Văn này, chào bác Anh Ngọc này, chào bác Hà Văn Lập này. Anh chị quý vị nhà mình là đang quan tâm đến mẫu nào đi, quan tâm đến dòng nào thì cứ để lại bình luận, để lại comment cho em tư vấn trực tiếp. Hoặc là đang có những thắc mắc về những vấn đề như là mua bán xe này, sang tên đổi chủ, bấm biển mới, đổi chủ mới, thì cũng cứ mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận, để em tư vấn sâu hơn cho cả gia đình mình về những thủ tục ạ. Bác Huệ 6 Huệ ơi, Tucson 2018 thì tạm thời bên em lại chưa có bác nhá. Bác 6 Huệ cứ tạm thời tạm ứng cho em xin một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương và để lại cho em số điện thoại đi. Nào mà có Tucson đời 2018 trở lên thì em sẽ gọi điện trực tiếp cho bác để tư vấn trực tiếp cho bác nhé. Vâng, chiếc máy quay ở đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình chiếc Forger. Vâng, chiếc Forger động cơ 2.0 số sàn đời 2013, đăng ký là bánh năm 2014, sản xuất tại Thái Lan đấy, với cửa tiền được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em là 410 triệu đồng này. Mang nước sơn màu trắng này, động cơ 2.2, hai cầu máy dầu đây, bản SLT xin gửi đến cả gia đình nhé. SLT xin gửi đến gia đình mình này. Đấy, la răng đúc lốp láp còn mới này, phanh đĩa ABS này, nội thất ghế da này, đầu đàm hình cơ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 3 này. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022. 410 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị nhé. Forger 2 cầu máy dầu này, siêu trường siêu trọng này, phù hợp anh chị quý vị nào vùng đồi núi này, đi đường đi hiểm trở này nhá. Cả nhà mình cùng tham khảo em mẫu Forger máy dầu này. Bên em đang có hai chiếc Forger này, chiếc đời 2013, chiếc máy quay em đây này, và chiếc đời 2009 này. Chào bác Hải Hay Hớn này, chào bác Trọng Thấm này, chào bác Thiếu Đại Diện này, chào bác Ánh Dương này, chào bác Công Bình này. Có i20 không anh? Vâng, bác Ánh Dương ơi, tiếc quá i20 thì tạm thời bên em lại chưa có nhá. Bác cứ cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage cho ô tô đầu mối Hải Dương đi. Và chị có quan tâm đến những mẫu i10 không thì em tư vấn luôn cho bác nhá, bác Ánh Ngọc ạ. Cảm ơn bác Ánh Ngọc rất là nhiều ạ.
Vâng, chào bác ạ. Thiếu đại diện, con vai ớt vàng cát đời bao nhiêu vậy? Số tự động anh. À, con vai ớt trước máy quay em đây đúng không? Vâng, chiếc vai ớt trước máy quay em đây. Đây, đời 2010 này, đăng ký làm bánh năm 2012. Chiếc này số sàn anh ơi. Vâng, chiếc này số sàn anh nhá. Đây, chiếc này số sàn này. Gửi đến anh nhá, để em quay phần nội thất bên xong cho anh cùng tham khảo này. Đấy, chiếc vai ớt đời 2010 này, đăng ký và làm bánh năm 2012. Với cửa tiền cho ô tô đầu mối Hải Dương, gửi anh chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng này. 195 triệu đồng cho chiếc Toyota Vios màu vàng cát nhá. Vâng anh, thiếu đại diện, mà anh có quan tâm đến chiếc Vios này thì cứ để lại cho em số điện thoại hoặc là kết bạn trực tiếp cho em qua số Zalo em đang để trên màn hình này, 0347 701 77, 0343 540 99, để em tư vấn sâu hơn về dòng Toyota Vios này nhá. Anh chị quý vị nào mà gần chợ ô tô đầu mối Hải Dương có thể đến chợ bên em này, xem xe trực tiếp này và chạy thử xe một cách miễn phí này, để cho mình có cái cảm nhận sâu sắc nhất về những dòng sản phẩm bên em đang bày bán nhá. Mà bác nào ở xa này thì cứ để cọc lại cho em từ 5 đến 7 triệu, bên em ship xe tận nhà đến cho anh chị quý vị mình, ship tận nhà cho các bác xem xe. Không ưng xe thì bên em xin hoàn lại tiền cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, chào bác Huyền Nguyễn này. Y10, báo giá Y10, ok. Ok, bên em rất là nhiều đầu Y10 này. Đây em báo giá lại nhá, cho cả gia đình mình cùng quan sát này. Chiếc Y10 đời 2015 này, đăng ký là bánh năm 2018 màu trắng này, bản đủ này. Bản đủ gửi đến gia đình mình, xe gia đình 250 triệu này. 2016 này, bản tiêu chuẩn này. Đấy, 2016 đăng ký làm bánh 2018 bản tiêu chuẩn này, 260 triệu này. Bản đủ 2014 đây. Bản đủ 2014 này, đồng giá 240 triệu này. Tư nhân chính chủ Hà Nội đây, 240 triệu hai chiếc này. 2014 này, đăng ký là bánh năm 2017 này, 245 triệu này. Đây, bản tiêu chuẩn đây, 2014 này, đăng ký là bánh năm 2017 này, 195 triệu nhá. Vâng, bác Nguyễn Huyền đang quan tâm đến Y10 đời 2000 tầm bao nhiêu, với cửa tiền bao tiền thì cứ để lại bình luận cho em đi, để em tư vấn trực tiếp luôn cho bác Nguyễn Huyền nhá. Vâng, chào bác Trần Trung Quyên, rất nhiều xe đẹp này. Ok, chúc bác Trần Trung Kiên một buổi tối vui vẻ này. Qua dàn sóng livestream này hãy chọn cho Thanh Tùng, chọn cho ô tô đầu mối Hải Dương và ủng hộ cho em một mẫu xe đi bác Trung Kiên ơi. Chào bác Đức Nga, chào bác Anh Ngọc này, chào bác Huỳnh Bá Thanh này, chào tất cả những anh chị quý vị nhà mình đang xem làn sóng livestream ngày hôm nay. Chúc cả gia đình mình có một buổi tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho gia đình nhà mình những mẫu xe ưng ý nhất đó. Tầm 200 đổ về anh. 200 đổ về thì bên em có chiếc Hyundai Grand i10 bản tiêu chuẩn màu trắng nhá. Đây để em quay lại cho bác này. Đây. Đây. 200 đổ về đây bác Nguyễn Huyền ơi. Đây, Hyundai Grand i10 2014 này, đăng ký vào bánh năm 2017 này chị ơi. Màu trắng rất là đẹp nhá. Bác đây. Đây bác. Bác Nguyễn Huyền mà có quan tâm đến chiếc i10 này thì cứ để lại cho em số điện thoại đi. Sau buổi livestream này em sẽ gửi cho bác video review trực tiếp chiếc i10 mới cửa tiền là 195 triệu đồng nhá. Bác Nguyễn Huyền nhá. Đây còn là rất là nhiều đầu xe để gửi đến chị quý vị mình ạ. Cả nhà người đang xem buổi livestream này thì cho em xin 57 lượt tim đi, 57 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream một chậu ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Lượt tim càng nhiều này, lượt chia sẻ càng nhiều này, em lại lấy càng làm động lực để bớt cho anh chị quý vị mình nhá. Rồi, bớt giá sâu cho cả gia đình mình, bớt làm sao mà tất cả những bác nào mà quan tâm đến những dòng xe đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương là đều mua được xe, đều mang được xe về để phục vụ anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, tiếp đây chiếc máy quay của em với cửa tiền là 260 triệu đồng. Vâng, 260 triệu đồng cho chiếc Innova đời 2009, đăng ký vào bánh năm 2011 nhá. Động cơ 2.0 số sàn, xe tư nhân chính chủ gia đình, không dịch vụ taxi này. La răng đúc lốp lát còn mới, có phanh đĩa ABS. Nội thất ghế da đầu đài zin nguyên bản theo xe này, máy số keo chỉ kèo cột zin này. Cặp đèn pha này trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. 260 triệu đồng gửi đến chị quý vị nhà mình. Bản trước máy quay em đây là bản G xịn này, bản G xịn thì gửi đến giá đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Chiến Lê này, chào bác Phạm Văn Dung này, chào bác Phạm Hưng này, chào bác Hải Hay Hớn, chào tất cả anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chiếc Innova này thì em giới thiệu rồi này.
175 triệu đồng này, 2007 nhá. Cạnh chiếc Innova đời 2007. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả anh chị quý vị nhà mình chiếc Innova đời 2006, đăng ký là bánh năm 2008, động cơ 2 số 2.0, số sàn đăng ký 8 chỗ ngồi, với cực tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Vâng, 235 triệu đồng cho chiếc Toyota Innova bản G xịn trước. Máy quay em đây này, xe được trang bị la răng đúc này, lốp lát còn mới còn đẹp này đấy, có phanh ABS nhá. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình 235 triệu đồng. Những chi tiết như ốp gương này, tay nắm cửa, viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi, trang bị hai mắt cảm biến lùi phía sau, tránh cho anh chị quý vị như nhà mình những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi di chuyển lùi. 235 triệu xin gửi đến đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình ạ. Phải làm xe đi. Đây. Tiếp theo đây, chiếc máy quay em xin gửi đến anh chị quý vị mình với cửa tiền là 140 triệu đồng. 140 triệu đồng trong chiếc sedan 2 đầu đời 2004, chiếc Mazda 626, chiếc máy quay em đây ạ. Đấy, sedan 2 đầu phân khúc hạng B này, động cơ 2.0 số sàn, 140 triệu đồng thôi anh chị quý vị mình ạ. 140 triệu đồng thôi, cả nhà mình không nghe nhầm đâu nhá. 2.0 số sàn 2004, Mazda 626 xin gửi đến đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Tài Lưu Văn này, chào bác Anh Ngọc này, chào tất cả những hàng thân thương cho ô tô đầu mối Hải Dương. Cả nhà ơi, ai đang quan tâm đến mẫu nào, quan tâm đến dòng nào thì cứ để lại cho em bình luận đi, để lại cho em comment để em tư vấn trực tiếp trên làn sóng livestream ngày hôm nay nhá. Cạnh chiếc Mazda 626 động cơ 2.0 số sàn vừa rồi. Tiếp theo đây với cửa tiền là 155 triệu đồng. Vâng, 155 triệu đồng cho chiếc Lacetti đời 2008, đăng ký là bánh năm 2010 đây. Động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, xe tư nhân chính chủ của gia đình này, không dịch vụ taxi nhá. La răng đúc, lốp lát còn mới còn đẹp, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Máy số keo chỉ sơn si, kèo gột thì còn zin nhá. Xe đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 155 triệu đồng cho mẫu sedan 2 đầu phân khúc hạng B, lướt sơn màu đen, biển tư nhân chính chủ Hà Nội phố, gửi đến cả gia đình mình ạ. Vâng. Qua làn sóng livestream này em cũng xin cam kết cho cả anh chị quý vị mình những dòng sản phẩm mà từ chợ ô tô đầu mối đưa ra đến tay người tiêu dùng, cam kết cả gia đình nhà mình không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước, cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhé. Cam kết cho cả đại gia đình nhà mình trên giấy tờ, trên văn bản, nếu sai bên em xin nhận lại sản phẩm và hoàn lại 100% tiền cho cả gia đình nhà mình. Vâng, tiếp theo đây em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Toyota Vios. Vâng, chiếc Toyota Vios màu đen đời 2010, đăng ký là bánh năm 2012, trước máy quay em đây nhá. Xe tư nhân gia đình này, biển 30 Hà Nội phố đây. Động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 195 triệu đồng đây. 195 triệu đồng cho mẫu 5 chỗ quốc dân đây. Lồi đồng cối đá mà phá không chịu hỏng đây. Em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài của chiếc Toyota Vios đời 2010 cho anh chị quý vị nhà mình cùng quan sát đây. Đấy, đèn pha và đèn hậu được trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, còn sáng còn bóng còn đẹp này, không có dấu hiệu bóng mờ dạng mứt dạng đất do sương do nhiệt nhá. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi này, động cơ 1.5 này, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu đây, với cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 195 triệu đồng. Vâng, anh chị quý vị nào mà đang quan tâm dòng Toyota Innova thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho em để em tư vấn rất nhiều đầu Vios bên em đang có. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Vĩnh này, chào bác Bắc Hoàng này, chào bác Anh Ngọc này, chào bác Hải Hay Hớn này, chào toàn thể anh chị quý vị những khách hàng thân thương cho ô tô đầu mối Hải Dương. Anh chị quý vị nhà mình ơi, ai đang quan tâm đến dòng nào, quan tâm đến mẫu nào thì cứ để lại bình luận, để lại comment cho em tư vấn cho gia đình nhà mình ngay trên làn sóng livestream ngày hôm nay nhá. Đây, tiếp theo đây đời 2016, em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình một chiếc Kia Morning. Chiếc Kia Morning đời 2016 với lớp sơn màu trắng, chiếc máy quay đây, bản SI nhá, bản SI xin gửi gia đình mình, bản đủ đấy ạ. Xe trang bị la răng đúc, phanh đĩa ABS, đây xin nhan dạng mí tích hợp trên gương. Máy số keo chỉ, kèo cột nội thất zin nguyên bản theo xe. Bản SI đời 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy này. Vô lăng 2 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này và tích hợp các nút điều khiển này. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho chiếc Kia Morning bản SI. SD nhá. Vâng, chào bác Anh Ngọc này, chào bác Nguyễn Trung này, chào bác Nguyễn Văn Vĩnh này,
Cảm ơn đại gia đình nhà mình, những khách hàng thân thương đang theo dõi buổi livestream của Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương buổi tối ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều nhá. Chúc cả gia đình nhà mình qua làn sóng livestream này sẽ chọn cho mình được những mẫu xe ưng ý nhất ạ. Đây còn rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị nhà mình ạ. Công của tôi. Đây còn rất là nhiều đầu xe để phục vụ anh chị quý vị mình. Chiếc máy quay của cho ô tô đầu mối Hải Dương em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình. Một chiếc Mitsubishi Jolly đời 2005, đăng ký làm bánh năm 2007, động cơ 2.0 số sàn. Với cơ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 135 triệu đồng. 135 triệu đồng đây. Một chiếc 7 chỗ gầm cao máy thoáng đây. Còn tiền hơn 100 triệu đồng một chút thôi. La răng đúc về lốp lát còn mới còn đẹp, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Đầu đàm hình Android cỡ lớn rồi, phục vụ mọi nhu cầu giải trí anh chị quý vị nhà mình. 135 triệu đồng, giá lại còn bớt sâu được cho cả gia đình nhận. Vâng, chào bác Tường Võ này, chào bác Anh Ngọc, chào bác Trung Nguyễn, chào tất cả các hàng thân thương cho ô tô đầu với Hải Dương. Thì đằng sau chiếc Mitsubishi Jolly đời 2005, đăng ký làm bánh năm 2007 với cờ tiền 135 triệu đồng vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình một chiếc Toyota Vios đời 2012 bản E xịn nhá. Đời 2012 bản E xịn này. Xe này trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp lát này mới cả dàn. Có phanh đĩa ABS 2 bánh trước này. Đấy, phanh đĩa ABS 2 bánh trước nhá. Đấy. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Với cờ tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 275 triệu đồng. Vâng, 275 triệu đồng cho chiếc Toyota Vios bản E xịn trước máy quay em đây. Đấy. Một dòng quốc dân 5 chỗ đây. Xe đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình 275 triệu đồng nhá. Đằng trước chiếc Toyota Vios đời 2012 vừa rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến đại gia đình nhà mình một chiếc Scenic. Vâng, chiếc Scenic đời 2009 này, đăng ký là bánh năm 2010. Động cơ 2.0 số tự động. Động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Cờ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho chiếc xe, chiếc máy của em đây. La răng đúc 4 bánh này, phanh đĩa ABS nhá. Cặp đèn pha thì được trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp đấy ạ. Đây, cặp đèn pha và cặp đèn gầm trang bị công nghệ bi cầu đấy nhá. Cương kính cụp xe điện, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi. Bản chiếc máy quay của em đây, bản nhập Hàn xuất Trung Đông với 8 túi khí nhá. 8 túi khí tiêu chuẩn gửi đến chị quý vị mình 255 triệu đồng. Đây, cho một mẫu xe sedan 2 đầu phân khúc hạng C đây. Rất đẹp đây. Vâng, chào bác Anh Ngọc và chào bác Tường Vũ này, chào bác Hán Dũng này, chào tất cả những hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cả nhà mấy người đang xem livestream thì hãy cho em xin 5-7 lượt like đi, 5-7 lượt chia sẻ. Anh chị quý vị nhà mình mà đang quan tâm đến dòng nào, quan tâm đến mẫu nào thì cứ mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận để em tư vấn sâu hơn cho cả gia đình nhá. Vâng, tiếp đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình đây. Một chiếc sedan 2 đầu phân khúc hạng B đây. 135 triệu đồng cho chiếc Gentra đời 2009, đăng ký là bánh năm 2010 đây, biển tư nhân chính chủ Quảng Ninh đây, 14A Quảng Ninh đây. La răng đúc lốp lát còn mới này, máy số keo chỉ sơn si, keo cột thì còn zin nhá. 135 triệu đồng thôi anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. 135 triệu đồng. Cạnh chiếc Gentra đời 2009. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến cả gia đình nhà mình đây một chiếc Kia Morning nhá. Chiếc Kia Morning đời 2016, động cơ 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, la răng đúc lốp láp còn mới còn đẹp với lớp sơn mờ bè rất là đẹp đây. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy. Đèn pha này còn sáng này, còn trong còn đẹp này, không có dấu hiệu dạng đất so xương cơ nhiệt nhá. 215 triệu đồng. Xe đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. La răng đúc lốp láp còn mới này. Những chi tiết như tay lắm cửa này, viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp đây. Xung quanh các kính thì được bọc phim cách nhiệt 3M rồi, tạo điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị nhà mình di chuyển trên điều kiện thời tiết nắng nóng này. Đấy, màn hình Android cỡ lớn này phục vụ cho cái đại gia đình này nhá. 215 triệu đồng. Đời 2016 xin gửi đến anh chị quý vị các bạn nhà mình. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Vĩnh này. Chào bác Tường Võ, chào bác Nguyễn Trung Kiên. Chào bác Dũng Hán này, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương.
Cảm ơn đại gia đình nhà mình rất là nhiều nhá. Bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em với khung giờ là 8:03 mỗi tối. Xin phép là lên sóng live stream cũng như tương tác báo giá cho cả gia đình nhà mình những dòng sản phẩm bên em đang trưng bày và bán nhá. Vâng, tiếp theo đây trước máy quay của Thanh Tùng, em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một sản phẩm đến từ nhà Honda đây. Chiếc Honda Civic đời 2008 này, đăng ký năm bánh năm 2010. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 285 triệu đồng nhá. Xe thì biển 34, xe biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương 4 mùa không ngủ lụt này. 285 triệu đồng này, la răng đúc 4 bánh, lốp lát còn mới, có phanh đĩa ABS. Cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi, màn hình Android cỡ lớn, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Từ xem phim nghe nhạc này, check map này, đọc tin tức khi đang di chuyển này. Nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe, máy số đầu đài, keo chỉ keo cột zin nhá. 285 triệu đồng xin gửi đến anh chị quý vị mình. Kênh mẫu Honda Civic đời 2008 vừa rồi. Tiếp theo đây, em xin thiếu giới thiệu đến gia đình nhà mình một mẫu Toyota Vios đây. Chiếc Toyota Vios đời 2012, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 275 triệu đồng này. 275 triệu đồng cho mẫu Toyota Vios bản E-Sin nhá. La răng đúc lốp đó còn mới, phanh đĩa ABS này. Đấy. Dòng 5 chỗ quốc dân này, nồi đồng cố đá phá không chịu hỏng xin gửi đến anh chị quý vị mình nhá. 275 triệu đồng, giá còn bớt sâu được tiền nữa cho cái đại gia đình mình ạ. Đây cả nhà mình ơi. Cả nhà mình đang xem livestream nhá thì cho em xin 57 lượt tim đi, 57 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn, để như anh chị quý vị nào mà đang tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em để chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất nhá. Ưng ý về thông số kỹ thuật này và ưng ý về cả giá cả gia đình mình ạ. Đằng sau chiếc Honda Civic đời 2009 rồi đây. Tiếp theo đây em lại xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Toyota Vios nhá. Chiếc Toyota Vios, chiếc máy quay em đây, đời 2010 này, bản E-Sin xin gửi đến gia đình nhà mình này. Với cửa tiền là 265 triệu đồng, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Với lớp sơn màu bạc rất là đẹp được gia đình nhá. La răng đúc này, lốp lát còn mới, có phanh đĩa ABS nhá. Xi nhan thì tích hợp trên gương này. Đăng kiểm còn dài miên man luôn. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình 268 triệu đồng này. Em xin quay phần nội thất bên trong cho đại gia mình cùng quan sát. Cái chiếc Toyota Vios này ạ. Đây, vô lăng 3 chấu này, có túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe, cam lồi cam hành trình như đầy đủ rồi. Nội thất ghế da màu be đây. 268 triệu đồng xin gửi đến đại gia đình ạ. Đấy. Rất là nhiều đầu xe để gửi đến gia đình nhà mình, phục vụ những nhu cầu của đại gia đình nhà mình nhá. Vâng, trước máy quay đây em xin gửi đến tất cả khách hàng thân thương. Đây một mẫu Chevrolet Spark. Chiếc Chevrolet Spark, chiếc máy quay em đây, đời 2011 này, đăng ký là bánh năm 2013. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 98 triệu đồng này. 98 triệu đồng cho một mẫu xe nhỏ gọn này, động cơ 0.8 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, nước sơn màu trắng rất đẹp đây. La răng đúc lốp lát còn mới còn đẹp, 98 triệu đồng thôi. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy. Anh chị quý vị nào nhà mình đang quan tâm những mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này thì chiếc Chevrolet Spark trước máy quay ở đây là sự chọn vô cùng ưng ý cho các gia đình nhá. 98 triệu đồng 5 chỗ ngồi này. Tránh mưa tránh nắng này, tập đi tập lái này, phục vụ mọi nhu cầu cần thiết cho cả gia đình nhá. 98 triệu đồng thôi. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm những mẫu xe nhỏ gọn này, tiết kiệm nguyên liệu thì cứ để lại số điện thoại cho em đi. Sau buổi livestream này em sẽ gửi cho đại gia đình nhà mình những video review trực tiếp về mẫu Chevrolet Spark trước máy quay em đây ạ. Vâng, chào bác Thanh Dương này, chào bác Trung Hiếu, chào bác Anh Ngọc, chào bác Nguyễn Trung, chào tất cả các hàng thân thương chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cả nhà cho em xin 57 lượt chia sẻ đi, 57 lượt tim thì em tư vấn sâu hơn tất cả những dòng sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với em cho cả gia đình ạ. Vâng, tiếp theo đây với cực tiền gửi đến gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng cho chiếc Lacetti Slick nhá. Bên em tạm thời đang có hai chiếc Slick này để phục vụ gia đình nhà mình. 255 triệu đồng này. Động cơ 1.6 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi này. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. La răng đúc lốp lát còn mới, có phanh đĩa ABS nhá. Biển tư nhân chính chủ ở Hà Nội đây. 30U5959 nhá. Biển đẹp xe đẹp xin gửi đến gia đình nhà mình. 255 triệu đồng anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng này, chào bác Tuấn Anh Phạm này, chào bác Thanh Dương này,
chào Trung Hiếu, chào tất cả những anh chị quý vị, chào những khách hàng thân thương cho ô tô đầu mối Hải Dương. Em đã cũng là tư vấn và giới thiệu cho cả gia đình mình khá là nhiều mẫu xe rồi, khá nhiều đầu xe. Cả gia đình mình đang quan tâm đến mẫu nào, quan tâm đến dòng nào thì cứ mạnh dạn để lại comment cũng như bình luận để em được tư vấn sâu hơn, trực tiếp hơn về dòng sản phẩm cho đại gia đình mình. Vâng, tiếp theo đây trước máy quay của Thanh Tùng, em xin gửi đến anh chị quý vị nhà mình một chiếc Grand Challenge nhé. Chiếc Grand Challenge nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đời 2009, đăng ký là bánh năm 2010, chiếc máy quay em đây. Với cơ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng cho một chiếc xe động cơ 1.2 số tự động này. Đấy, máy số keo chỉ, cột kéo bao zin của cả gia đình mình. La răng đúc lốp la còn mới, có phanh đĩa ABS, mang nước sơn màu xám xi rất đẹp đây. Đấy, cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, còn sáng còn đẹp này, không có rượu bóng mờ do sương do nhiệt. Xin nha này, tích hợp trên sườn xe này, có tiền gửi đến đại gia đình nhà mình 235 triệu đồng. Đấy, nội thất ghế da, đầu đàm hình zin nguyên bản cho xe, vô lăng 4 chấu, có túi khí an toàn trên vô lăng này, sấy gương sấy kính đủ cả rồi, 235 triệu đồng cho một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.2 số tự động anh chị quý vị các bạn ạ. Vâng, chào bác trai nhà nghèo này, chào bác Liệm Cao này, chào bác Tuấn Anh Phạm này, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cả gia đình nhà mình ai vừa vào xem buổi livestream thì hãy cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những video review những sản phẩm trực tiếp bên em, và không bỏ lỡ những buổi livestream vào khung giờ 8:30 mỗi tối bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Cạnh chiếc Grand Challenge đời 2009, động cơ 1.2 số tự động vừa rồi. Tiếp theo đây với cửa tiền là 145 triệu đồng. 145 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Getz này, đời 2010, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, động cơ 1.1 số sàn nhé. 145 triệu đồng. Xe tư nhân chính chủ này, không dịch vụ taxi này. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp này. Đấy, la răng sắt zin nguyên bản cho xe, lốp lát thì mới cả dàn. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Gửi đến gia đình nhà mình là 145 triệu đồng ạ. 145 triệu đồng cho mẫu Hyundai Getz trước máy quay vào đây. Anh chị quý vị nào mà đang quan tâm dòng Hyundai Getz này, đặc biệt là chiếc Hyundai Getz trước máy quay em đây, thì hãy nhấc máy lên gọi điện cho em với hai số line 0347 701 77, 0343 540 999, hoặc đến trực tiếp chợ ô tô đầu mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2 để chạy thử xe và xem xe miễn phí ạ. Nhưng anh chị quý vị là mà xa hơn một chút mà lại không có điều kiện đến bên em thì cứ cọc lại cho bên em online từ 5 đến 7 triệu đi. Bên em xin ship xe tận nhà, nếu mà không ngưng xe thì bên em xin hoàn lại tiền và mang xe về anh chị quý vị các bạn nhé. Vừa rồi là mẫu Hyundai Getz đời 2010, đăng ký năm bánh năm 2011, với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 145 triệu đồng này. Đây, tiếp theo đây lại một chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình ạ. Với lớp sơn màu bạc này, cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 245 triệu đồng. 245 triệu đồng cho chiếc Hyundai Grand i10 bản đủ này. Xe này được sản xuất năm 2014, đăng ký vào năm bánh năm 2018 này. 245 triệu đồng, la răng đúc lốp lát thì còn mới, có phanh đĩa ABS này. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp chân gương. Rồi, 245 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị nhà mình nhé. Máy số keo chỉ, cột kéo thì còn zin này, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Có để lỗ startup này, vô lăng 3 chấu tích hợp, túi khí an toàn và các nút điều khiển trên vô lăng. 245 triệu đồng, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi. Cam kết anh chị quý vị mình không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngầm nước cũng như là không vướng mắc một chút nào về vấn đề pháp lý nhé. Cạnh chiếc Hyundai Grand i10 đời 2014 bản đủ rồi, thì em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một chiếc Hyundai Grand i10 bản tiêu chuẩn này, biển tư nhân chính chủ 34A này, Hải Dương 4 mùa không ngập lụt này. Với cơ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 230 triệu. 230 triệu cho chiếc Hyundai Grand i10 bản tiêu chuẩn trước máy quay nữa nhé. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi, kèo cột thì còn zin luôn. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều. Xe đăng kiểm thì còn 1 năm nữa, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Cam lùi cam hình trình đầy đủ rồi. 230 triệu xin gửi đến đại gia đình mình ạ. Đây, còn rất là nhiều mẫu xe để phục vụ anh chị quý vị mình. Vâng, anh chị quý vị nhà mình ơi, đang quan tâm đến mẫu nào, quan tâm đến dòng nào thì cứ để lại bình luận đi, để lại comment đi để em tư vấn sâu hơn cho đại gia đình mình ạ.
Vâng, tiếp theo đây em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc Kia Rio. Vâng, chiếc Kia Rio đời 2015 này, đăng ký ra bánh năm 2018 với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 405 triệu đồng. 405 triệu đồng cho chiếc Kia Rio màu trắng trước máy quay em đây này. La răng đúc này, lốp lát còn mới zin nguyên bản theo xe. Đấy, có trang bị phanh đĩa ABS này, xin nhan dạng mí này, tích hợp trên gương. 405 triệu đồng xin gửi đến chị quý vị mình. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Cặp đèn gầm phá dương thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. La răng đúc này, mặt ca lăng mũi hổ thì vô cùng quen thuộc ở dòng Kia Morning. 405 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị mình nhé. Động cơ 1.4 số tự động, 5 chỗ ngồi đây. Em xin quay phần nội thất bên trong cho anh chị quý vị mình cùng quan sát. Vô lăng 3 chấu này, tích hợp các túi khí an toàn trên vô lăng này. Các nút điều khiển này, các nút cruise control, đầu đài màn hình zin nguyên bản theo xe. Nội thất ghế da theo xe đời 2015 nhé. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 405 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Trọng Quỳnh này, chào bác Ngoan Thanh này, chào bác Nguyễn Si Khương này, chào bác Suối Nguyễn này, chào bác Tiến Trọng này, chào bác Nguyễn Văn Minh này, chào tất cả các hàng thân thương cho ô tô đầu mối Hải Dương. Chúc cả gia đình nhà mình có một tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này của Thanh Tùng, hãy chọn cho anh chị quý vị những mẫu xe ưng ý nhất đi ạ. Vâng, chào bác Phúc Phạm này. Đằng sau chiếc Kia Rio đời 2015 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình một chiếc Toyota Vios đời 2009, đăng ký là bánh năm 2012 với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng. Xe thì mang nước sơn màu bạc này, la răng đúc, lốp lát còn mới còn đẹp. Nhưng chi tiết như tay lắm cửa, viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp đây. Trang bị cả vè che mưa, xin nhan này, tích hợp trên gương này. 240 triệu đồng xin gửi đến toàn thể anh chị quý vị các bạn nhà mình ạ. Vâng, tiếp theo đây, chiếc máy quay Thanh Tùng với cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình hơn 100 triệu một đồng một chút thôi. Hơn 100 triệu đồng, em xin giới thiệu đến gia đình nhà mình một chiếc Lacetti. Chiếc Lacetti đời 2010, đăng ký làm bánh năm 2011. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 140 triệu đồng này. La răng đúc, lốp la còn đẹp. Máy số keo chỉ, keo cột còn zin. Đây, xe này trang bị cặp đèn pha, trang bị halogen chiếu sáng đa chiều này. Máy số keo chỉ, keo cột, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 140 triệu nhé. 140 triệu cho mẫu Lacetti chiếc máy quay đây. Vô lăng 3 chấu này. Đây, nội thất ghế da zin nguyên bản theo xe này. Trần thì vẫn là trần lỉ zin nguyên bản theo xe. Cờ tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 140 triệu đồng. Giá này còn bớt sâu được cho đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy ủng hộ cho ô tô đầu mối Hải Dương bằng những nút tim, những nút like cũng như 5-7 lượt chia sẻ để lan tỏa buổi livestream này hơn. Cảm ơn anh chị quý vị nhà mình rất là nhiều nhá. Vâng, cảm ơn cả gia đình nhà mình với khung giờ là 8:30 mỗi tối thì đã lên sóng thì cũng đã theo dõi buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cạnh chiếc Lacetti đời 2010 rồi. Tiếp theo đây với cửa tiền là 235 triệu đồng, em xin gửi đến gia đình nhà mình một chiếc Kia Morning đời 2010, đăng ký là bánh năm 2013. Xe này mang biển tư nhân chính chủ đây, 15 Hải Phòng đây, thành phố Vượng Đỏ nhá. Bản này là bản SL thì bản đủ xin gửi gia đình nhà mình. La răng đúc hoa mai này, đây la răng đúc hoa mai này, bốn bánh này, lốp lát còn mới này, xin nhan dạng mí, tích hợp trên gương, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023, động cơ 1.5 số rộng. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, đến từ nhà Kia. Vâng, vừa rồi em đã giới thiệu cho cả gia đình nhà mình hơn 70 đầu sản phẩm đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em. Anh chị quý vị nào nhà mình mà đang quan tâm đến dòng nào, quan tâm đến mẫu xe nào thì cứ mạnh dạn để lại comment cũng như bình luận để em tư vấn trực tiếp trên làn sóng livestream này cho cả gia đình nhé. Và mọi thắc mắc cũng như liên hệ thì cả gia đình mình cứ gửi qua hai số live cho em 0347 701 777 để Thanh Tùng được tư vấn cho cả gia đình mình 24/7, không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ nhá. Đây, rất là nhiều đầu xe, rất là nhiều mẫu xe. Vâng, chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 7 chỗ, từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng, địa chỉ Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Rất vui và hân hạnh được phụ đại gia đình nhà mình. Thì em cũng livestream là đúng hơn một tiếng rồi. Thì anh chị quý vị nhà mình
Cứ để lại cho em những bình luận, những comment đi để em tư vấn cho cái đại gia đình mình ạ. Vâng, bây giờ là cũng là 9:30, cũng tối rồi, cũng khá là muộn rồi. Thì em xin kết thúc buổi livestream lại tại đây. Thanh Tùng xin chào và gặp lại anh chị quý vị, những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương vào khung giờ 8:30 tối mai, cũng để lên sóng và báo giá cho đại gia đình nhé. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị mình. Chúc đại gia đình nhà mình có một tối vui vẻ này. Qua làn sóng livestream này đã ngắm cho mình được những mẫu xe ưng ý nhá. Vâng, xin chào cả gia đình ạ.